Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang căng thẳng khi Israel đã đưa quân tiến vào bệnh viện Al-Shifa và đáng chú ý là họ dường như đã tìm được những gì mà họ nghi ngờ trước đó. Cụ thể, lực lượng đặc biệt của Israel đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa, đây là bệnh viện lớn nhất thành phố Gaza, để thực hiện một chiến dịch chính xác và có mục tiêu nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas tại địa điểm này. Họ đã phát hiện ra vũ khí và tài sản của Hamas ở đây, theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Điều này có đồng nghĩa với việc bệnh viện lớn nhất thành phố Gaza là căn cứ địa và sở chỉ huy của Hamas hay không thì chưa được Israel thông báo chính thức. Trước đó, Israel trong lúc truy tìm tung tích của Hamas trên dải Gaza cũng đã tìm được một kho vũ khí đạn dược của Hamas ở trong một bệnh viện. Trước khi chiến dịch của Israel được thực hiện, Hamas đã luôn lên tiếng rằng không có cơ sở quân sự nào ở trong các bệnh viện ở Gaza. Việc Israel và cả Mỹ chăm chăm cho rằng Hamas dùng các bệnh viện như một lá chắn cho những sở chỉ huy là hoàn toàn vô lý và càng làm tăng thêm sự khủng khiếp tại Gaza. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đều đang rất căng thẳng về vấn đề Israel phát hiện ra những vũ khí dưới hầm các bệnh viện ở Gaza. Giới quan sát cho rằng tình hình hai bên nếu tiếp tục leo thang thì bệnh viện Al-Shifa có lẽ sẽ không còn hoạt động được nữa. Dù trước đó bệnh viện này đã tuyên bố không nhận thêm bệnh nhân vì cơ sở vật chất không đáp ứng được quá trình điều trị cũng như bơm đạn đang bổ vây bệnh viện này. Nếu viễn cảnh bệnh viện Al-Shifa thực sự đóng cửa thì hơn 8.000 người là bệnh nhân hoặc người lánh nạn ở đây rồi không biết đi về đâu. Cũng trong diễn biến liên quan đến việc Israel tiến vào bệnh viện lớn nhất Gaza, bệnh viện Al-Shifa. Đến thời điểm hiện tại, Israel tìm được một số vũ khí của Hamas tại đây. Còn về liệu quân lính Hamas có còn trú ẩn tại đây không thì Israel chưa lên tiếng về thông tin này. Dư luận cũng như truyền thông thế giới lo ngại về việc Israel tiến vào bệnh viện Al-Shifa sẽ gây nên những mặt tiêu cực cho bác sĩ, các bệnh nhân cũng như những người dân đã bỏ nhà cửa để đến đây lánh nạn. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào về việc Israel tiến vào có gây tổn thất gì cho bệnh viện Al-Shifa không. Trước đó, không dưới một lần, Israel cam kết tiêu diệt Hamas để trả đũa cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Israel khẳng định Hamas đã khiến 1.200 người tử vong và bắt hơn 240 con tin trong cuộc tấn công này. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel nhấn mạnh, dựa trên thông tin tình báo và nhu cầu hoạt động, IDF đang thực hiện một chiến dịch chính xác và nhắm mục tiêu Hamas tại một khu vực cụ thể trong bệnh viện Al-Shifa. Ông Milner Anbus, tổng giám đốc cơ quan y tế cho Hamas điều hành ở Gaza, nói với đài Al Jazeera rằng lực lượng Israel đã đột kích vào phía tây của khu phức hợp y tế Al-Shifa. Ông đồng thời cho biết một số vụ nổ dường như đã xảy ra bên trong bệnh viện. Ông bộ Mohammed Zakut, một quan chức cấp cao cơ quan y tế nêu trên nói, khoa phẫu thuật và khoa cấp cứu bị đột kích đầu tiên. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Jordan gọi cuộc đột kích của Israel là vi phạm luật nhân đạo quốc tế, đồng thời yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của dân thường và nhân viên y tế. Bên cạnh đó, vài giờ trước, cuộc đột kích Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo về việc Hamas đã sử dụng bệnh viện Al-Shifa và các bệnh viện khác, cũng như các đường hầm bên dưới để hỗ trợ hoạt động quân sự và giam giữ con tin. Dù vậy, theo Reuters, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nhấn mạnh, chúng tôi không ủng hộ việc không kích bệnh viện, chúng tôi cũng không muốn chứng kiến giao tranh bên trong bệnh viện. Nên những người vô tội yếu ớt, bệnh tật tìm kiếm sự chăm sóc y tế mà họ đáng được hưởng. Bệnh viện và bệnh nhân là các đối tượng phải được bảo vệ. Trong diễn biến liên quan, sau 4 lần thất bại, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực lần thứ 5 để đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Dự thảo nghị quyết chung đang được đàm phán sẽ yêu cầu tạm dừng xung đột để hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức trên khắp Gaza. Dự thảo cũng yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em và cấm bắt giữ con tin. Trước khi thực hiện chiến dịch tiến vào bệnh viện Al-Shifa, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng Hamas đã mất kiểm soát toàn bộ dải Gaza. Tờ Time of Israel dẫn lời Bộ trưởng Gallant cho biết, không lực lượng Hamas nào có thể ngăn cản được lực lượng phòng vệ Israel. IDF đang tiến công ở mọi nơi. Hamas đã mất kiểm soát Gaza. Các tay súng Hamas đang chạy về phía nam. Dân thường đang kiểm soát các căn cứ của Hamas. Họ không có niềm tin vào chính quyền do Hamas lãnh đạo. Theo ông Gallant, quân đội Israel đang tiến công theo đúng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ một cách chính xác, quyết liệt.
Bên cạnh đó, ông Galan nói thêm rằng IDF đã tăng cường hoạt động xóa sổ mặt trận đường hầm của Hamas trong những ngày gần đây để giải thoát 239 con tin bị giữ ở đó, khi hy vọng về một thỏa thuận với Hamas ngày càng mờ nhạt. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel chia sẻ video và hình ảnh ghi lại thứ mà họ cho là vũ khí được Hamas cất giữ dưới tầng hầm của một bệnh viện nhi ở dải Gaza. Phía Israel cũng cho biết các con tin dường như từng bị giam giữ tại đó. Người phát ngôn IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội tìm thấy một trung tâm chỉ huy với kho vũ khí bao gồm lựu đạn, áo khoác tự sát và nhiều chất nổ do Hamas cất giữ ở tầng hầm của bệnh viện Rantisi, bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhi ung thư. Khung cảnh trong đoạn video dường như là khu sinh hoạt đơn giản, bao gồm một căn bếp nhỏ cũng như đường hầm gần đó mà ông Daniel Hagari cho rằng dẫn đến nơi ở của một chỉ huy hải quân cấp cao của Hamas. Một nỗi lo khác đang dấy lên ở Trung Đông lúc này là hành động thù địch tại biên giới Lebanon-Israel đang gây ra thương vong gia tăng cho cả hai bên. Ngoài ra, theo Reuters, khẩu chiến leo thang càng làm gia tăng nỗi lo về xung đột rộng hơn giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon và được Iran hậu thuẫn. Mỹ khẳng định không muốn xung đột lan rộng tại Trung Đông, đồng thời điều hai tàu sân bay đến đó để ngăn Iran can dự vào cuộc khủng hoảng. Hezbollah sẽ chỉ can dự sâu rộng hơn vào xung đột Israel-Hamas nếu Hamas bị loại bỏ hoàn toàn ở Gaza. Người phát ngôn của Hamas, ông Ahmed Abdul, cho biết hôm 13 tháng 11. Theo ông Abdul, Hezbollah chưa sẵn sàng tham gia trực tiếp vào xung đột Israel-Hamas nhưng sẽ leo thang các chiến dịch chống lại Israel trong trường hợp Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Đối với Hezbollah, thời điểm phong trào ở Gaza bị dập tắt hoàn toàn chính là thời điểm lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Ông Hadi cho biết. Theo đài NBC News, mặc dù quân đội Israel giao tranh với Hezbollah dọc biên giới Israel-Lebanon nhiều lần trong những tuần gần đây, chỉ huy cấp cao Naem Qassem của Hezbollah nhấn mạnh các cuộc đụng độ này chỉ đơn thuần là nhằm giảm áp lực cho Gaza. Các quan chức cấp cao khác của Hezbollah từ chối tiết lộ lằn ranh đỏ của nhóm, chỉ nói rằng phản ứng của họ sẽ phụ thuộc vào hành động của Israel. Thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah tuần trước thông báo nhóm này đang đẩy mạnh hoạt động trên mặt trận chống Israel với sự gia tăng về quy mô lẫn số lượng chiến dịch, mục tiêu và vũ khí sử dụng. Quân đội Israel từng cảnh báo Hezbollah về sai lầm nghiêm trọng nếu nhóm này tăng cường tấn công vào lực lượng Israel. Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt gần 80 tay súng Hezbollah trong các cuộc đụng độ gần đây. Trong khi đó, tờ Time of Israel dẫn lời Bộ trưởng Galan ngày 13 tháng 11 cho biết không lực lượng Hamas nào có thể ngăn cản được lực lượng phòng vệ Israel. IDF đang tiến công ở mọi nơi. Hamas đã mất kiểm soát Gaza. Các tay súng Hamas đang chạy về phía nam. Dân thường đang kiểm soát các căn cứ của Hamas. Họ không có niềm tin vào chính quyền do Hamas lãnh đạo. Theo ông Galan, quân đội Israel đang tiến công theo đúng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ một cách chính xác quyết liệt. Đề cập đến chuyện Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen trước đó nói rằng áp lực quốc tế có thể buộc Israel phải thay đổi hành động của mình ở Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, chúng tôi có mục tiêu, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ông Galan nói thêm rằng IDF đã tăng cường hoạt động xóa sổ mặt trận đường hầm của Hamas trong những ngày gần đây để giải thoát 239 con tin bị giữ ở đó. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.